đâu đây sáng nay nắng ấm trời êm đồng xanh xanh sắc lá mắt em hay sắc trời tan tình tan tình tình tan mà không hỏi chủ mai nhờ có bà con điềm chỉ nên anh nhìn kỹ coi có phải em không đâu anh nhìn kỹ coi có phải không trời đất ơi bà con cô bác ở đây hãy nói y chang con Võ Ngọc Quyền đó hà cùng đôi mắt nhung thâm thấp chung chung mà nhiều chiến công ngang tầm dũng sĩ nay nhìn tận mặt em hiền như bông bưởi đang nở trong vườn vì hạnh năm trước cũng như em mà dáng dĩ bình thường này anh ơi anh nói xong tiền hay xong hậu dạ tôi ở Sài Gòn dạ chẳng dạ, qua anh thứ mấy dạ thứ ba còn cô còn em thứ sáu thì hãy nói chơi với anh ba cô sáu à mấy đồ nay chăng kỳ thân bất biến kỳ hình nay vừa thấy mặt là tôi mê liền nói nghe hả anh mê ai mê đất mê người mê nụ cười và tôi mê luôn chẳng hỏi mấy giày của ai của bà má bay vậy á được không à cô sáu à còn tôi cũng thiệt thà đó chứ còn cô có từ bụi cải cô đem sải qua bên bụi cà quầy giả cô sáu không phải vậy đâu cô sáu ơi chứ sao hả anh ba tôi muốn hỏi cô sản xuất lân canh lân vũ cái lúa trồng đậu mùa này tốt không cô sáu vậy anh ba nghe dạ, nói cảm ơn anh quá mai mở cánh gọi đào và mơ ruộng lúa qua màu vượt lớn mầm hai mươi phút mầm quê em tay trời đói đớn cho trọn niềm má sáu bà mở thôi chim này mở trần chứ gặp anh ba đây giữa đường giữa ngõ anh hỏi mà không trả lời thì sao anh bảo cái con nhỏ nó làm lè nếu còn ở đây nói với anh ba cho tình hết nghĩa thì chắc là em phải trở vô nấu bữa cơm chiều không ấy anh ba vô nhà chơi chút xíu tiện em có
cảnh mới sân ra ngọn. Tôi muốn cùng cô Sáu cho tròn cái nhẹ với quê. Mẹ ơi em ba nói gì má nguyện với trơn à. Thôi để em đi tới đầu kéo thưa bồi. Anh ba ở đây chơi nha. Đi tới đậu à. Khoan cô Sáu à. Gì nữa vậy ba? Thôi thì hỏi một câu cũng làm lâu đôi chút, mà hỏi hết chuyện của cô thì sản xuất lúc nó cũng xong thôi. Thiệt đó cô Sáu, cô chút xíu thôi cô Sáu à. Không có được đâu, má em á, phải đầy trước à. Ruột em làm chuyện em hiểu. Ở đây mới nói chuyện với anh ta hoài, chắc đâu cả dưa thuốc giúp theo hơn anh ta ơi. Rồi đây bà con sẽ chê cười em để chúa màu chết cô thì đừng. Cô thích tạm ơn là để chú thứ sáu để là một cái chuyện là rất cao quý nhất là hôm nay là phát quà từ thiện là bây giờ tiếng nhạc cô quý anh em đang xin tạm ơn để dịp khác để anh em mình gặp lại cho chào của đây anh em ơi. Chọn làm sao dù đường giác ly chiêu bình biết nói gì đây trong giây phút biệt ly biết nói gì đây khi nhớ người đi thôi hãy về đi nhớt chân chi thêm sầu thôi thank you.
bình ơi, người muốn có đi cuộc đời cần thương thì ai quay thì quay ngoài để mà quên. Còn giữa trường gian là tên của sông dài biển rộng thôi, hãy đi đi với biển rộng sông dài, bỏ lại nơi này một đời cuối đồng với một chiều vương.